Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy, kính chào quý cô chú anh chị em đồng đạo thân thương mến rung ạ. Để mở đầu chương trình chia sẻ ngày hôm nay, con cũng được phép ủy nhiệm của quý chú là cho con được đọc lại bài Tỉnh Bạn Trần Gian. Sau đây thì chú Tịnh Thiền cùng chia sẻ. Mời kính mời tất cả quý đồng đạo cùng lắng lòng nghe qua lời chia sẻ của chú. Sau đây con được phụng âm lại bài Tỉnh Bạn Trần Gian ạ. Kính mời quý đồng đạo lắng lòng nghe. Nam mô A Di Đà Phật. Nghiệp chướng lăn lộn hại xác thân, chuông lành buông tiếng vọng bon ngân, cương thường dính tròn, tơ tóc dây quằn gái vẹn phân, nở nước văn chương toan báo đáp, ơn nhà đạo đức quyết đền ân, khuyên người si trí sĩ mau mau tỉnh giấc mộng nam kha chốn thế trần tạm giả gạt đời ta, lướt khỏi sông mê khỏi ái hàng, nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa, diệu quyền chân lý nói đường sáng, ảo thực tà tâm kiến nẻo ra, lộng lành gương xưa lời Phật dạy, hồng trần ai dục giết tài hoa, tài hoa cho lắm lắm nàng tay, truy lạc phong trần chốn gốc gai, nếu đã tĩnh tâm tầm lẽ thẳng, cũng nên rèn tánh gặp đàn ngay, sân si vọng có điều thêm bận, nhẫn nhịn ắt không chuyện kéo dài, tiếng gọi hồn mê hồn được giác, phải toan sắm sửa rứt trần ai, trần ai chỉ có thu phòng lưu, tranh đấu thành ra mãi quán cường, chung cuộc chỉ mang câu thất vọng, sống đời ghi chất mối sầu ưu, cổ kim mãi tạo nhiều quyền bí, lão ấu xây dần lắm mẹo mưa,
cũng chẳng cướp sông quyền võ trụ, mà còn đeo đấm thu phong lưu. Phong lưu nào phải gọi người ngoan, xa ngã biến nên kẻ khốn nạn. Ngày đến đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Tuổi già thân yếu đã sầu cảm, tóc bạc mình ve lắm rộn ràng. Biết được trần gian là mộng quyền, tử thần sửa soạn kéo vào quan. Kéo vào quan quách biết bao người, cảnh sống sum dày phỏng mấy mươi. Lắm lúc đua chén vui lẫn giận, nhiều khi dùng dậy khóc pha cười. Tuồng đời chuốt ngọt cho sông tiếng, cuộc thế trao dồi mượn tất hơi. Nín thở nằm ngay không cửa quậy, xót thương con trẻ khóc đôi lời. Đôi lời kể lại nói hàng nguyên, mà lớn chạy to phí lắm tiền. Tưởng vậy xác thân đã hạnh phúc, nào hay hồn phách lắm hoàng khiên. Tiên đường siêu thoát thời thông thả, luân ắt đạo đi. Nên chọn một nơi thanh tịnh ấy, rước trần bất nhiễm mới là yên. Mới là yên ổn lánh trần gian. Chí nguyện tiêu diêu cảnh Phật đàn, vô sự thế quyền thông quá kiếp chẳng lo toan. Tâm lên mắt thành xem ba cõi, tánh hiển tai thần lòng bốn phàn. Phổ tế chúng sanh qua bể khổ, Di Đà miệng niệm lánh trần gian. Trần vàng giới đạo bình, chư Phật sớm bài phép hiện linh. Cứu khổ nam mô vô lượng phước,
Diệt nàng tu rị hốn thiên kinh. Sống sao dương thế nhiều cay đắng, gió cuốn trần gian nói bất bình. Tính nữ thiện nam dình mối đau, dầu cho lẫn lóc ráng kiên trinh. Kiên trinh mà chịu lúc nàng tay, dẫu có gian nan giả chớ này, vàng đá bao phen cơn nước lửa, chì thao lắm chuyện lúc non hài. Bền gan chờ đợi ngày sung hiệp, gan chỉ trong mong bữa tiệc khai. Thiên địa từng quần gom một môi, phàm trần vẹn kịp kiến bồng lai. Nhà thương chợ quán tháng chạp năm Canh Thìn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Đà Phật. Con cũng đã vừa đọc xong bài Tỉnh Bạn Trần Gian để liên tục chương trình chia sẻ hôm nay. Thì kính mời quý cô chú anh chị em đồng đạo lắng lòng nghe qua lời chia sẻ của chú Tịnh Thiền. Dù tuổi chú cũng lớn nhưng mà tinh thần đạo pháp thì nó rất là vô lượng quý vị ơi. Với cái tuổi này mà chú cũng cố gắng nghiên cứu kinh lực để đem lại lời vàng tiếng ngọc trong khi gian giáo lý của tổ thầy, và chia sẻ những gì hiểu biết của chú cho quý đồng đạo cùng thính pháp. Chúng ta cùng tu cùng tiến, bước lên con đường giải thoát cũng như thầy hằng mong ước, đó là sau tới thầy gặp nhau Phật cảnh. Để liên tục chương trình thì Trần Gian cũng xin thay mặt quý chú tri ân tất cả quý đồng đạo đã lắng lòng nghe và đã đến ủng hộ đạo tràng. Nam mô Di Đà Phật. Sau đây thì con xin nhường mic lại cho chú Tịnh Thiền ha, mến mời chú. Nam mô Di Đà Phật, xin kính chào toàn thể quý đồng đạo có mặt trong kinh. Chúng ta cảm ơn Trần Gian quán trọ diễn văn rất là truyền cảm. Một kính thưa quý vị, bài thơ này gồm có 10 phần mà cho tất cả một thức ngôn bất cứu mà viết theo lối liên hoàn, cho nên gọi là thập thủ liên hoàn tỉnh bản Trần Gian. Thưa thầy, sáng tác bài này trong lúc thầy bị nhà cũng nhiều pháp lúc bây giờ lưu cư này tại nhà thương chợ quán, và từ ở đây là chính tay đức thầy viết ra, cho nên nó nằm trong cái ngoặc kép, cho nên là tỉnh bạn Trần Gian. Tỉnh đây là thức tỉnh, dục thúc mọi người nên phát tâm tu hành để ra khỏi cái sanh tử luân hồi. Bài này cái nội dung là đức thầy diễn chia tả cho chúng ta thấy từ nhỏ cho đến trưởng thành và đến khi chết và làm đám tang để mà tiễn đưa linh hồn đến nơi an nghỉ cuối cùng. Và sau đó thì linh hồn sau khi chết được siêu hay đọa là do cái công năng tu tập của mình mà ra. Nếu siêu thì được hưởng phước báo, còn đọa thì sẽ chịu khổ. Đó là nội dung của các bài này. Và cuối cùng cái đoạn chót thì thầy khuyên dầu gặp còn không khó khăn gì cũng phải ẩn nhẫn chờ đợi cho đến một cái ngày chung cuộc, thì cái ngày đó rất là tốt đẹp, tới thầy tới chúa cùng nhau sinh hoạt. Tại sao nhiều ngày dùng danh từ bạn? Là quý vị biết đó, trong đạo Phật thường thường gọi là thị chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, cô danh a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Ngài coi như là tất cả mọi người bình đẳng với nhau, giống như là bạn thân với nhau thôi, chứ không cần phải nói là thầy với trò nữa. Đó là bây giờ nói thể hiện qua tinh thần bình đẳng. Còn nghĩa thật đúng cái nghĩa nó là khi bạn đây là chúng sanh, ngài thức tỉnh chúng sanh trong cái quả thế gian này
biết được sanh lão bệnh tử là khổ thì phải ráng tinh tấn tu hành ra khỏi dòng sanh tử luân hồi, ra khỏi tam giới để được mình đắc niết bàn, được vô ngại tự tại. Chứ nếu mà cứ xe chìm đắm mãi trong cái danh lợi tình thì cứ đi xa xưa thật cũng vui chơi nhưng kiếp kiếp đời đời lên xuống. Do đó mà ngày vô phúc chúng ta nên thức tỉnh biết đời là khổ, xa rời danh lợi tình để mà phát tâm tu hành. Nghiệp chướng lăng loạn hại sát thân, chuông lành buông tiếng vọng bon ngân, nhập đề bằng hai câu cho biết rằng con người sinh ra thì có thân khẩu ý, mà chính thân khẩu ý này nó tạo được thành cái nghiệp. Thân thì sát sanh đạo tặc tà dâm, còn khẩu thì phạm ác khẩu ý ngôn lưỡng thiệt dòng ngữ, còn cái tâm ý mình thì bị phát sinh ra cái lòng tham sân si. Hệ tham sân si nó phát sinh rồi thì nó thúc đẩy cái thân và cái khẩu mà làm tội lỗi, thành ra là cái tam nghiệp mà sinh ra thập ác. Mười điều ác này nó sinh ra muôn ngàn cái tội lỗi mà làm chướng ngại chúng ta trên bước đường giải thoát, cho nên gọi là nghiệp chướng, do nghiệp mà làm trở ngại trên cái đường mà cuộc sống của chúng ta, mà chúng ta có khi là thăng thiên, có khi thì xuống địa ngục cũng do cái nghiệp chướng mà ra. Lăng loạn hại sát thân, nó cái nghiệp chướng này nó làm cho con người chúng ta hay là phạm những điều tội lỗi của sát thân trong cái kiếp sống lăng loạn, không kể gì từ cái gì là tội lỗi hết mà làm những chuyện là mất đi cái luân thường đạo lý, cũng do cái sát thân mà ra. Do đó mà khi mà mình tạo cái nghiệp chướng của cái thân rồi thì nó làm cho cái thân mình phải đời sau mình phải tái kiếp trong cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh mà phải chịu khổ cái thân ở trong cái cảnh giới đó, cho nên gọi là nghiệp chướng lăng loạn hay sát thân. Chuông lành buông tiếng vọng bon ngân, bây giờ ngài giống lên tiếng chuông đạo để khuyên tất cả mọi người, ngài là nghe tiếng chuông đạo này mà ráng cố gắng tu hành để dứt đi cái nghiệp chướng của thân khẩu ý. Cương thường gánh nặng trai dình trọn, tơ tóc dây quần gãy dạng phân. Ngài đi từ thấp lên cao, bây giờ chúng ta khởi đầu tu thì chúng ta phải biết cái nhân đạo, đó là tam can và ngũ thường. Tam can thì quân thần, phụ tử, phu thê, còn ngũ thường thì nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Ở đây là căn bản của Nho giáo. Mà cái người trai thì sinh ra thì luôn luôn là phải chịu ảnh hưởng bởi cái tam can ngũ thường, cho nên người trai phải giữ trọn cái tam can ngũ thường. Còn tơ tóc dai quần gái dạng phân thì người con gái thì phải gánh nặng cái tơ tóc. Tơ tóc là chỉ cái phần mềm mỏng nhẹ nhàng dịu dàng của người con gái, thì người con gái phải tam tùng tứ đức đó, để mà giữ cho có trọn cái nhân đạo của mình. Nợ nước văn chương toan báo đáp, ơn nhà đạo đức quyết định ân. Thì trong khi chúng ta sống giữ tam căn ngũ thường, giữ tơ tóc làm cái theo luân thường đạo lý hay là tam tùng tứ đức, thì mình còn phải trao dồi trí thức để mình học hỏi văn chương, để mà có cái trí huệ sáng suốt để giúp đỡ cho gia đình và giúp đỡ cho xã hội mà được tiến triển như các quốc gia khác. Mà mình sống trong quốc gia nào cũng vậy, cũng phải cố gắng trong đời sống, con đời sống của người làm người thì bao giờ cũng phải rèn luyện cái văn chương để trả cái nợ nước, đó là cái thứ ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào nhân loại. Chứ mình sinh ra mà không có học hỏi trao dồi kiến thức thì dốt nát, thì làm sao mà làm lợi ích cho nhân quần xã hội được. Ngoài trao dồi văn chương thì ơn nhà đạo đức quyết định ân, chúng ta phải trao dồi hai mặt. Một mặt thì rèn trao dồi trí huệ học hỏi để cho nó sáng suốt, một mặt thì phải tu luyện để cho mình trở thành cái người tốt ở trong xã hội. Bởi vì con người sinh ra mà nếu không có tu luyện, không có biết cái thiện mà cứ đi vào con đường ác, hay là vui chơi theo cuộc say sưa cờ bạc rượu chè hút sách đi đếm, thì không có lo trao dồi đạo đức như vậy thì không thể nào mình mà là cái người tốt trong xã hội được. Ít nhất mình phải giữ gìn tứ ân đó, mà sinh ra thì cái chiếu đạo hiếu thì phải ân tổ tiên cha mẹ, rồi sống trong đất nước thì mình thọ ân đất nước thì phải lo trả ân đất nước, rồi lo trả ân tam bảo, là bởi vì mình được phát triển trí huệ sáng suốt
hiểu biết được luật nhân quả luân hồi thì kia cái nào cũng nhờ Tam Bảo mà ra, cho nên thọ ơn Tam Bảo rồi mình phải lo tu luyện để trả ơn Tam Bảo. Và đồng thời trong cuộc sống chúng ta liên quan mật thiết giữa con người với con người ở trong một quốc gia và của nhân loại trên thế giới, cho nên chúng ta cũng phải đền trả ân đồng bào và ân nhân loại nữa. À, thì cái đó là cái căn bản của cái người tu theo cái nhân đạo, mà nhân đạo đây là nhân đạo của Phật đạo, còn nhân đạo của Nho giáo đó là tam can ngũ thường, à, đạt nhân quân tử, còn cái nhân đạo của Phật giáo là phải làm tròn cái tứ ân, ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân Tam Bảo, ân đồng bào nhân loại. Nó rộng rãi và nó vĩ đại hơn cái nhân đạo của Nho giáo. Khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh, giấc mộng Nam Kha chốn thế trần. Đó, thì ngài kết luận trong cái bài thơ 8 câu này, khuyên những người trí sĩ, tức là cái người có trình độ, hiểu biết, có trí thức, thì sau khi hiểu biết được cái lời dạy của ngài rồi, khuyên nhủ chúng ta phải phát tâm tu hành, thì phải biết rằng thế gian này nó là mộng tại vĩnh viễn trường cửu, mà mình sai đắm nó giống như một giấc mộng Nam Kha mà thôi. Thì giấc mộng Nam Kha đó, một thí sinh đi thi mà ở huyện Nam Kha mà ta còn gọi là giấc què, rồi chàng tăng ngồi nằm ngủ ở dưới gốc cây què đó, và nồi cơm thì nấu để kế bên đó, trong khi mà vừa là chợp mắt ngủ rồi thì thấy mình thi đậu rồi làm quan, rồi được vua gả cho con chúa, mình làm được phò mã, sống vinh hoa phú quý, là trong cảnh vàng son gác tía, cung vàng địa ngọc, này có vợ đẹp con xinh, rồi là ngày qua tháng lại tuổi cũng đã lớn gần già đi, thì lại có giặc biên cương xuất hiện, dân lệnh vua kéo quân ra trừ giặc, nhưng mà thất trận thì trở về thì bị ngài vua quở phạt, cho nên dịch mình thức dậy thì nó mới thời gian chưa đầy một tiếng đồng hồ mà thấy cả một cuộc đời như vậy. Thì thường thường người ta mới ví cái giấc mộng Nam Kha, tức là nói về cuộc đời con người nó qua nhanh lắm, mình đâu có ngờ được, chỉ trong thời gian ngắn mà nó cả một cuộc đời vậy. Thì lật bật mình thấy sinh ra lớn lên già rồi chết, đó, chết rồi ta còn nghiệp rồi tái sinh trở lại, rồi sinh ra rồi lớn lên già chết, cứ thế mà kéo dài tới bây giờ. Cho nên Đức Thầy cũng có chỗ nói là mãi say xưa theo cuộc vui chơi, nên kiếp kiếp đời đời lên xuống đó. Do đó mà mình phải hiểu biết thế gian này nó giống như là một cái giấc mộng Nam Kha mà thôi, đó. Thoạt hiện rồi thoạt mất, chứ nó không có tồn tại lâu dài. Đừng cái say đá bám chạy theo cái danh lợi tình mà bỏ quên đi cái nền đạo đức, mà phải tiếp nối mãi trong sinh tử luân hồi. Cho nên cũng có chỗ thì nói là chớ nên ánh yến thử ẩm hà, người ngàn năm lẻ cửa nhà đâu có. Thì cũng nói là cái lòng tham vọng của mình mà chết đi sinh lại không biết bao nhiêu lần, mà sinh ra rồi cũng muốn chạy theo danh lợi tình. Nhưng là tình chưa thỏa mãn thì tuổi già đến rồi bỏ xác rồi cứ đi theo nghiệp mà cứ tái sinh, cứ thế mà kéo dài dài mãi, mà từ vô thủy tới giờ mình chìm đắm trong cái sinh tử luân hồi không biết bao nhiêu lâu rồi đó, mà mình không chìm bước. Cho nên hôm nay mình gặp được cái đạo Thầy đã mở ra, mà nhất là dạy về pháp môn tịnh độ, mình chỉ tu một kiếp thôi là mình dừng bước lưu chuyển, mình được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc sau khi mình bỏ xác phàm, về đó mình an dưỡng học đạo cho đến khi đắc đạo thôi, chứ không còn sinh tử luân hồi nữa. Đó thì điều này là điều rất là quý, cho nên là ngàn năm mới có một lần mà gặp được cái pháp môn tịnh độ mà Đức Thầy đã dạy vậy. Cho nên mình phải ráng trì trí, nhất tâm tín nguyện phụng hành thì được cứu cánh về nơi an dưỡng chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng. Cho nên là khi người tu pháp môn tịnh độ, cái mục đích tu mà Đức Thầy đã nói ra trong giáo lý ngài đó, mình suy gẫm Đức Thầy nói có một câu này là cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Đó, cái cách tu mà đúng nhất trong cái đạo Phật giáo hòa hảo mà Đức Thầy chỉ chúng ta đó, là khi mình đã phát tâm tu rồi là phải quyết chí được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cái đường đi nước bước ở chỗ này phải hiểu cho nó rõ, chứ không phải là mình phát tâm mình tu rồi được sống còn, được may mắn, được giàu sang phú quý, được khỏi có bệnh hoạn tai nạn này kia nữa. Cái đó là phần phòng thủ. Cái phần chánh, cái nghĩa chánh của mình tu đây đó là phải được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Đức Thầy mới nhấn mạnh là cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Nếu mình không có cái tư tưởng như vậy, tức là chưa làm đúng theo cái ý nghĩa, cái lòng mong muốn của Đức Thầy khi Đức Thầy đã mở đạo. Thế trần tạm giả gạt đời ta, lướt khỏi sông mê khỏi ái hà.
đó, ngài có biết thế gian này nó tại sao giả tạm, bởi vì mới sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết, nó tất cả vật chất hữu hình thì nó hoại, nó đâu có tồn tại. Mới sống đó rồi chết đó, nhà cửa đó đất sụp xuống thì tiêu tan hết, cây cối đó cơn giông bão tới là ngã rạp xuống gãy hết, nó nước là mà lục mà kéo trâu nhà cửa hết đó, thì có phải là giả không? Mới thấy đó rồi mất đó, biến thay đổi luôn luôn, cho nên gọi là thế trần tạm giả, gạt đời ta. Tại sao gạt đời ta? Nó giả mà mình không biết, mình cứ sai đánh nó hoài, cho nên gọi là mình bị cái cuộc đời nó gạt mình. Còn cái người hiểu biết rồi, biết cái đời giả tạm rồi, người ta không sai đánh theo cuộc đời nữa, mà người ta lo tu hành để mau ra khỏi cái sinh tử luân hồi, lướt khỏi sông mê khỏi ái hà đó. Thì mình sinh ra đây là mình cũng như mình chìm đắm trong cái sông mê, trong cái bể khổ đó. Cái lòng yêu thương con người đó là cũng như là bể ái hà gươm linh sớm dứt, lòng bồ đề sắc đá dám kình. Con người sinh ra thì chạy theo danh lợi, nhất là cái tình, tình thì nó rộng rãi mênh mông như cái bể vậy đó, mình không ra khỏi mà cái bể ái hà. Sinh ra rồi thì phải chìm đắm ở trong cái danh lợi, nhất là trong cái tình đó. Mà chìm đắm trong cái tình rồi thì đâu còn cái thời gian để mình mà tu tập nữa, do đó mà nó kéo mình mãi hết đời này qua đời kia cũng trong cái sanh tử luân hồi, do cái chữ tình mà ra. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, sắc không không sắc chớ lìa xa. Nhân là mình, ngã nhân là người, ngã là ta. Nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, bởi vì Đức Phật có biết rằng đối với cái huệ nhãn của Phật á, nhìn thấy á, thị chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, cố danh A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Pháp Phật vốn bình đẳng, không có cao thấp. Đó, nó chỉ là mà khi mà đắc được cái pháp bình đẳng rồi đó thì mình sẽ được thành Phật. Còn bởi vì mình là chúng sanh cho nên mình thấy có nhân, có ngã, có mình và có người khác nhau, có trai có gái khác nhau, nhà cửa cây cối đất đá thì khác nhau. Tất cả môn pháp thấy cái nào nó cũng khác, không có cái nào giống cái nào. Nhưng thật sự ra nó từ ở trong một cái bản thể mà ra, gọi là nhất bổn rồi tán dạng thù. Nó từ có một cái mà nó sinh ra muôn ngàn tha cái, dạng thù thì quy nhất bổn. Đó. Hay là có chỗ khác nói là thể tướng dụng, cái bản thể ví như cái quả đất, chỉ có một quả đất thôi. Nó rồi quả đất là lấy đất đó mà nắng ra hình tướng này, hình tướng kia, đó là gọi là tướng. Mà khi mà nó có hình tướng khác nhau rồi thì cái tác dụng của nó khác nhau. Khi mà mình nắng ra cái nồi thì cái nồi nó để nấu cơm, nắng ra cái chén thì cái chén nó để ăn cơm, cái bình nó để nấu nước, cái thùng là để nó, thì cái tất cả mọi cái đó đều từ đất mà ra. Thì ở cái bản thể của nó là nó bình đẳng, bây giờ là tất cả đều là đất, nhưng mà nó ra cái tướng thì nó khác nhau rồi. Mà cái khác nhau thì cái dụng nó khác, cũng như bây giờ mình nam nữ từ ở trong bản thể mà ra, nhưng mà từ bản thể ra rồi thành nam nữ rồi thì bây giờ thấy nó khác rồi, cho nên yêu thương nhau, nó sai đánh nhau rồi giết hại nhau. Cũng nhân loại cũng vậy, cũng từ bản thể mà ra, rồi sinh ra là người rồi thì là người lại sâu xé nhau, giết hại nhau đó. Do đó mà Đức Thầy khuyên nhân ngã ngã nhân đừng cách biệt, mình phải biết mình từ trong một cái nguồn gốc mà ra, không nên phân chia. Sắc không không sắc chớ lìa xa, có và không cũng vậy. Cái chỗ này để cho rất là sâu sắc trong đạo Phật, bởi vì Bát Nhã Tâm Kinh có câu nói là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc, bất sanh bất diệt, bất cấu bất định, bất căn bất giảm, vân vân. Thì nghĩa là mình thấy có và không nó khác, nhưng mà đối với cái người mà tu chứng đạo rồi đó, có không nó vẫn là một. Phi hữu phi vô, nó không không phải có mà nó cũng không phải không. Mà cái câu thì nói rất đúng lý, là cao sâu đó, là khó gặp chữ không không mà có. Nó không mà nó lại có. Còn mình thấy có đây là cái có này nó giả có, cái có này nó quần không, chứ nó không có vĩnh viễn trường tồn. Còn cái không mà có đó, cái đó mới vĩnh viễn trường tồn, mình không thấy mà nó vẫn trường cũ. Mình nói một cách đơn giản để cho ham đó, hay là các điện tử, mắt mình đâu có thấy mà nó vẫn có, chứ không phải là không. Nhưng mà cái này cái này nó cũng vẫn còn hữu hình, mình ví dụ để cho có một khái niệm như thôi. Còn cái chân lý đó, nó không phải có mà không phải không, nó trường tồn, nó vĩnh viễn, nó giống như cái hư không vậy, nó còn hoài, nó không mất. Cho nên coi là khó gặp chữ không không mà có, thì cái đó là sắc không không sắc chớ lìa xa, nó chỉ là một thôi, chứ nó không có phân biệt.
Còn mình thấy có rồi thấy không, thấy có trai có gái, có nhà có cửa ruộng vườn, cho nên chính mình nằm trong cái pháp sinh phân biệt, là do mình phân biệt đó cho nên mình mới sai đắm, mới gây ra nghiệp tội lỗi, rồi cuối cùng là mình sẽ sanh tử luân hồi. Diệu quyền chân lý nơi đường sáng, ảo thuật tà tâm kiếm nẻo ra. Diệu quyền chân lý nơi đường sáng, thì Ngài nói rằng cái chân lý đó rất là sâu xa, rất là màu nhiệm, mình phải noi theo cái đường sáng của chân lý để mà mình đi. Mà cái chân lý đó là gì? Là bất sinh bất diệt. Cái chân lý đó là sắc không không sắc, chớ lìa xa. Mà cái đó là cái là cao cả nhất ở trong đạo Phật. Mà Đức Thầy còn có chỗ nói đó là ngoài diệt trần thế ra còn cái gì thì không di không dịch vĩnh viễn trường tồn. À, cái đó đó mà là cái mà chân lý đó mà mình tu thì mới đạt được. Mà đạt được cái vĩnh viễn trường tồn đó rồi thì chúng ta không còn sinh tử luân hồi nữa. Ảo thuật tà tâm kiếm nẻo ra, thì cái tâm tà của chúng ta đó nó cũng như là ảo thuật vậy đó. À, nó biến quá đủ thứ trơn trời, biến từ cái khăn, thí dụ mấy nhà ảo thuật quý vị thấy đó, họ lấy khăn họ vuốt cái bạch cái ra con chim, họ lấy cái hộp họ dở cái hộp lên thì thấy trong đó có trứng gà hoặc là có tiền, có này cái kia nọ, trong khi họ mới đẩy xuống thì thấy không có gì hết, mà khi họ dở lên thì thấy có cái này có kia hiện ra. Đó, tức là họ mà có mắt người ta, họ dùng cái xảo thuật để mà làm cho người ta không thấy cái xảo thuật đó. Chứ thật sự ra những cái đó nó có sẵn, người ta giấu trong con người con đã. Rồi người ta đưa ra mà trong khi đưa ra là mình không có thấy. Đó. Do đó mà kêu là ảo thuật tà tâm kiếm nhận ra. Thì trong tâm của mình nó có hai phần, nói gọn hai phần là phần chân và vọng. Mà thấy mình là phàm phu thì mình sống trong cái vọng tâm. Mà cái vọng tâm thì nó có sanh có diệt. Đó. Còn hay mà cái chân tâm thì nó như như bất động, mà mình phải tu thiền định, có là một cái định thật là rất khó giữ tấm lòng bất động như như phản bổn, đó là cái tâm, đó là cái chân tâm. Còn nguyên phản bổn là trả lại chân tâm, nó ra khỏi cái ảo thuật tà tâm rồi. Còn nếu mình không tu thì mình lục căn nó nhiễm lục trần thì sinh ra cái lục thức, cái lục thức đó là cái nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, dị thức, sáu ý thức phân biệt đó, mình cho nó là tâm của mình. Nhưng mà trong kinh Phật nói cái đó là vọng tâm chứ không phải là chân tâm. Vì mình có thân cho nên mới có cảnh cho nên mới có thấy, có nghe, biết trong cái cảnh đó mà mình cho nó là thật. Rồi mình sai đánh theo nó, rồi mình có tạo nghiệp. Ví dụ mình sinh lên trời này, mình có thân trời thì thấy cảnh trên trời, mình sai đánh. Sinh về cõi thần thì mình có thân thần, và mình thấy cõi thần mình cũng sai đánh, hoặc là ghét bỏ. Sinh ra là người thì có thân người, rồi thấy cảnh của người, rồi có cái mình ưa, có cái mình ghét, có cái mình thích, có cái mình không. Đó, thì là hãy có thân thì có cảnh nó khác nhau. Thành ra là chính cái chỗ đó là mà mình không được tự tại. Khi nào mình ra khỏi sanh tử luân hồi rồi, nó mình không mang cái thân của thiên đàng, cũng như không mang cái thân địa ngục, thì cũng như cái người mà dở kiến màu ra, thì thấy cái cảnh đó, nó mới đúng là thấy thật. Còn cái người trong sáu nẻo luân hồi đó đều như cái người đeo kiến. Người đeo kiến đen thì thấy cảnh đen, đeo kiến trắng thấy cảnh trắng, đeo kiến vàng thấy cảnh vàng, đeo kiến đỏ thì thấy cảnh ở ngoài màu đỏ. À, thì người nào cũng cho rằng cái thấy của mình là đúng hết trơn, nhưng thật sự ra do đeo kiến mà thấy mà thôi. Đến khi mà mình giải thoát rồi, rồi mình mở cái kiến ra thì mình không còn đeo kiến xanh đỏ trắng vàng nữa, thì cái thấy của mình đó mới gọi là cái thấy chân thật. Còn cái thấy trong lục đạo luân hồi đó là cái thấy giả, mà họ không không biết là giả. À, cái chỗ đó là cái chỗ ngạc nhất. Nhưng bây giờ đó mình thấy xung quanh mình đè bản thân bằng quyến thuộc nhà cửa luôn giường mình cũng thấy thật đó. Nhưng mà đây là mình đang đeo kiến màu nè, mình không biết đeo kiến màu mình cho thật. Nhưng mà đối với Phật không còn phải là mang cái thân con người nữa đó. Phật đã đắc đạo rồi, ra ngoài sanh tử luân hồi rồi, thì Phật không còn cái nghiệp thân người nữa, thì cái thấy của Phật đó, nó mới đúng là sự thật. Cũng đồng cái thấy, nhưng mà cái thấy của người đeo kiến màu nó khác. Nó thấy của con súc sanh thì nó đeo cái kiến màu xanh chẳng hạn thì nó thấy xanh dần à. Còn thấy con người thì mình đeo kiến màu màu vàng thì thấy trước mắt mình là vàng thật, cái đâu có xanh như con thú vật đó. Thì do đeo kiến mà thấy khác nhau, chứ là rừng lọt kiến rồi nó mới không còn thấy khác nhau nữa. Cho nên diệu quyền chân lý noi đường sáng, ảo thuật tà tâm kiếm nhau ra, mà mình phải làm sao ra khỏi cái tâm ảo thuật của mình, cái tâm giả này đó, thì như vậy mình đạt được cái tâm chân thật. Tức là mình đạt được tâm chân thật rồi, lúc đó là cũng như mình không còn đeo kiến nữa. Thì như vậy mình mới thấy rõ tất cả sự việc, không còn lầm lẫn gì nữa hết. Lóng lánh gương xưa lời Phật dạy,
hồng trần ái dục giết tài hoa. Lóng lánh đây là nói cũng như là chấp nhoáng, linh động, rất là màu, rất là màu nhiệm, rất là tuyệt diệu, rất là quán bác, nào lường được, bất khả tư nghi, cái lời của Phật nói. Thì Phật đã cho biết rằng là thế gian này đó là cái ái dục, mà chính cái ái dục này ra là làm cho những người tài hoa, những hào hoa phong nhã, những người trí thức này kia nọ cũng chìm đắm trong cái ái dục này mà ra. Cho nên đạo Phật mới chỉ làm hai hạng, một là xuất gia, hai là tại gia. Muốn ra khỏi cái sanh tử luân hồi này nhanh nhất là phải sống đời sống xuất gia, tức là không chồng không vợ, sống theo cái giới luật của tỳ kheo, tỳ kheo ni đó. Thì có giới rồi tâm nó mới sanh định, rồi có định rồi đó, ta mới trí huệ mình mới phát sinh. Thì cái trí huệ mình phát sinh là được rồi, mình mới phá được cái vô minh dứt rồi mình mới dứt sanh tử luân hồi. Cho nên cái ái dục là cái gốc sanh tử luân hồi. Do đó đạo Phật mới chia làm hai hạng: người xuất gia thì phải hoàn toàn dứt hết ái dục, còn người tại gia thì còn nặng nợ non sông tổ quốc, gia đình với bè bạn, cho nên mình lần bước trên con đường giải thoát chứ không thể nào giải thoát liền được, là bởi vì mình còn tạo nghiệp, đó là cái nghiệp ái dục. Còn cái người xuất gia thì người ta dứt cái nghiệp ái dục rồi đó, mà nếu mà người nào xuất gia tu chân chánh thì sẽ mau đi đến cái kết quả là giải thoát, dứt sinh tử luân hồi. Tài hoa cho lắm lắm nàng tai, nó cái người mà tự cho rằng mình giỏi mình hay, càng nói mình giỏi hay nhiều chừng nào thì mình càng tạo nghiệp nhiều chừng ấy, tai nạn nó tới mình nhiều chừng ấy, chứ cũng không phải là dễ đâu. Trụy lạc phong trần trốn gốc gai, trụy lạc tức là rơi vào những cái chỗ ăn chơi vui vẻ, đờn ca hát sướng ở nơi cõi thế gian này, đó là cái chỗ gốc gai. Do cái chỗ vui chơi đó là chỗ như rơi vào hầm gai góc, cái đường mình đi thiên sơn vạn hải mà đủ thứ chuyện hết trơn, nó rắc rối, nó đang cản trở mình chứ không phải là dễ. Nếu đã tĩnh tâm tầm lẽ thẳng, cũng nên rèn tánh gặp đàn ai. Nếu bây giờ mình nghe lời kinh kệ dạy cho biết thế gian này giả tạm, luân hồi nhân quả vậy đó, thì mình phải tìm một con đường thẳng của đạo mà đi đó, rồi mà phải rèn sửa tâm sửa tánh để mình đi trên con đường ngay thẳng thì mới thể đi tới cái chân lý được. Sân si phỏng có điều thêm bận, nhẫn nhịn ắt không chuyện kéo dài. Bởi vì nếu mình không tu thì cái tánh tham lam, ích kỷ, tánh sân hận và nhất là cái mê si đó, nó là ba cái này cái Phật gọi là tam độc. Từ thiên đàng cho đến địa ngục đều bị ba cái độc này mà làm cho mình phải sanh tử luân hồi. Cho nên nhà mình nói là sân si phỏng có điều thêm bận, nhẫn nhịn ắt không chuyện kéo dài. Bây giờ nếu mình nhẫn nhịn được thì mình diệt được cái tánh sân. Bởi vì cái tánh sân đó là tánh nóng nảy, mà Đức Phật nói là cái tánh nóng nảy đó là một tia lửa giận nó thiêu cả rừng công đức. Quý vị thấy là mình nhiều khi tu suốt đời mình nhẫn nhịn được, nhưng mà không kèm được một cái tánh nóng nào đó, một khi nó bộc phát ra thì lỡ mình giết người một cái rồi thôi, công phu tu ngàn năm đến đây là mình đã phạm giới sát sanh rồi thì đâu còn nữa. Cho nên cái sân nó rất là nguy hiểm, rất là cái đừng nói gì đã phạm giết một người thôi nó cũng là phạm tội sát sanh rồi, muốn gì mà cầm binh ra trận giết không biết bao nhiêu mạng người, thì biết chừng nào mình trả cho hết cái quả đó do cái nhân mình tạo ra. Cho nên sân si, còn si là si mê là mình không có biết rõ đường lối, cũng giống như cái người mù vậy. Người mù đi á mà không thấy đường thì đi mà phải là xa hầm sụp hố mà chết chứ làm sao sống được. Còn cái con người của mình mà còn cái tánh mê, không biết đâu là luân hồi, không biết đâu là nhân quả, không biết đâu là cái phương pháp tu hành để mình đắc thành đạo quả, thì cứ làm theo cái ý riêng của mình, theo cái tánh tham của mình, cứ chạy theo cái danh lợi tình, thì nghĩa là do cái si mê này mà mình phải chìm đắm trong sinh tử luân hồi. Trong đạo Phật chỉ có giác chi mê mà thôi. Đức Phật đã tu ra đã giác ngộ là cũng như con người sáng mắt, còn chúng ta chưa tu là cũng như con người mù. Thì cái người mù là làm sao bì kịp cái người sáng mắt đó, thì cũng như cái người mà đắc đạo rồi với người chưa đắc đạo. Người chưa đắc đạo dầu mà nói là sáng mắt cho cái việc làm của mình đó là do cái si mê mà ra, mình chưa ra khỏi si mê cho nên mình đoán không có đúng cái sự thật, thấy không có đúng sự việc, nhận ngụy làm chân. Còn người đó đắc đạo rồi đó, nó có huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn rồi đó, thì cái thấy đó mới là cái thấy chân thật. Còn cái thấy mình đây là cái thấy của nhục nhãn, là có mắt thịt, hay là cái thấy của thiên nhãn, là thấy của chư thiên trên trời. Nhưng hai cái thấy này đó, nó chưa có phải là thấy đúng sự thật. Mà cái thấy đúng sự thật khi có huệ nhãn, pháp nhãn và Phật nhãn.
Mà khi mình thấy đúng sự thật rồi thì mình hết lầm lạc rồi. Đó. Cũng như bây giờ con cá mà nó đương đương đói mồi mà người ta thảy mồi xuống, đó. Mà nếu mà nó biết cái đó là cái mồi dụ nó thì nó không ăn thì nó đâu có bị bắt. Đó, đàn này đương đói mồi mà người ta thảy mồi xuống, trong đó có cái lưỡi câu đớp vô mồi rồi ta giật lên là dính. Đó. Thì biết cái chỗ đó người ta đang đánh lưới, mình bơi lội ra đó chi tìm nẻo khác mà đi. Đó, thì quý thấy tất cả mọi cái mà thiệt thân khổ thân cũng do cái sự không biết hiểu biết của mình ra. Còn khi mà mình hiểu biết rồi thì tất cả mọi cái mình không lầm lẫn nữa, nó không rơi vào cái khổ nữa. Cái khổ là do cái ngu mê của mình. Còn hai mình sáng suốt rồi, mình biết cái chỗ đó là lửa đỏ, mình không nhảy vô thì có đâu bị phỏng. Biết cái chỗ đó hầm hố, mình không có bước vào thì làm sao mà sắp hầm được. Thì quý vị thấy tất cả mọi cái đều do cái ngu mê của mình mà mình phải thiệt thân mà thôi. Do đó cái giác với cái mê, mê là phải chịu khổ, còn giác là hết khổ. Cho nên đạo Phật là đại đạo trí tuệ, tu là để mở trí giới định huệ, có trí huệ thì mới gọi là giải thoát, còn không có trí huệ không cách nào giải thoát được. Sân si phỏng có điều thêm bận, nhẫn nhịn nó không chuyện kéo dài, tiếng gọi hồn mê hồn được giác, phải toan sắm sửa rứt từ ngay. Thì ngày nay bây giờ ngày giống lên tiếng chuông đạo đây gọi những người mê, mà ráng cái giờ thì thức tỉnh biết được cái đường đi nước bước của cách tu hành, để thực hiện theo lời Phật dạy. Thì bây giờ phải toan sắm sửa rất là ngay, tức là phải bước vào con đường đạo để tu, để mà ra khỏi cảnh trần cảnh khổ ở thế gian này. Bây giờ ngài diễn tả tiếp cái trần ai như thế nào. Trần ai chỉ có thú phong lưu, tranh đấu thành ra mãi quán cục. Nói trần ai tự tưởng nói gì, nhưng ta thấy cái phong lưu, cái sang trọng, cái vui vẻ, cái hạnh phúc, vậy tưởng rằng rằng nó trường tồn vĩnh viễn, chẳng ngờ nó chỉ là giả tạm thôi, nó ngắn ngủi thôi, hưởng nó cũng không có lâu dài gì đó. Rồi một ngày nào đó nó cũng tan biến, do thiên thời cuộc mà ra, do thiên tai mà ra, nó thành ra là cái phong lưu này nó không tồn tại, không vĩnh viễn, mà mình chạy theo cái sự sung sướng giả tạm, thì cái đó là mình chưa hiểu được cuộc đời. Tranh đấu thành ra mãi quán cừu, đó bởi vì ham vật chất, ham vinh hoa phú quý, cho nên chia bè chia phái nhau là để mà tranh đấu, giết hại lẫn nhau để giành ngôi vị, giành vàng vàng bạc, giành đủ thứ chuyện, đó là do lòng tham mà ra. Mà khi tranh đấu rồi đó thì tạo thành thù oán, thì giết hại lẫn nhau thì chỉ làm khổ cho nhau mà thôi, rút ngắn được cái đời sống mình ở trong cuộc đời, chứ nó không có được lợi gì cho lắm. Chung cuộc chỉ mang câu thất vọng, xong đời ghi chắc mối sầu ưu. Càng tranh đấu nhiều chừng nào, đến khi chung cuộc rồi thì thấy rằng là mình già rồi, sắp chết rồi, thì cũng là thất vọng thôi, chứ tưởng đâu mình tranh đấu gì mình được tương tồn vĩnh viễn, mà xong đời ghi chắc mối sầu ưu. Thì cũng là xong đời, cũng là sắp kết thúc cuộc đời rồi, thì nghe là tại sao mối sở hữu là bởi vì mình sắp chết, mình để lại cái đau khổ cho con cháu mình đó. Thì cái chỗ này quý vị thấy trong cái giai đoạn cộng sản về chủ trương tam vô, vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, rồi hàng hàng lớp lớp thanh niên chạy theo cái lý thuyết đó tranh đấu cho đã, mà tranh đấu cho đã rồi trong đất nước Việt Nam mình, quý vị biết rồi, chết biết bao nhiêu người đó. Rồi sau khi thành công 75 rồi đó, quý vị thấy là nghe là Phạm Văn Đồng này kia nọ là tới giờ chót rồi cũng quy với Phật, là bởi vì ban đầu là tưởng đâu thuyết vô thật hay nó giỏi đó, những cán bộ của cộng sản, nhưng mà đã chừng gần chết rồi, hấp hối rồi, thì thấy rằng cuộc đời là giả tạm mới quay qua để mà phát tâm mà tu hành. Nhưng mà cái chuyện nó đam một con người đi theo mình, phát tâm hai ngay còn nhỏ mình tu thì mình mới không dướng dấp vào những cái nghiệp chướng. Còn bây giờ là nhỏ mà làm cho đã rồi, tới chừng gần chết rồi mới thức tỉnh là biết có tôn giáo, có trời, có Phật, có tiên. Còn nhỏ mình nói là không có tôn giáo gì hết trơn trời. Đó thì chung cuộc là thay khi chung cuộc mang câu thất vọng rồi, chừng đó mới thức tỉnh. Còn xong rồi với chất mối sầu ưu. Đó thì quý vị thấy đã rõ ràng trong đất nước Việt Nam mình là hiển hiện là biết bao nhiêu người theo chế độ vô thần. Rồi bây giờ lại thức tỉnh khi mà già sắp chết rồi. Đó thì mới quay lại con đường đạo. Rất là may mắn chúng ta trong đạo thầy mở đạo, chúng ta là nghe theo lời thầy dạy, cho nên cái công phu tu tập có người 20-30 năm, 30-40 năm đó, thì cái công phu đó nó rất là sâu dày. Khi mình có bỏ sát đi nữa thì nhờ cái công phu đó mà mình hưởng biết bao nhiêu cái phước báo, trong khi hồi nhỏ không tu tập gì hết, cho nên tới gần chết rồi mới phát tâm, thì cái đó là nó quá muộn rồi. Mà mai phát tâm còn đỡ, là có người là tới chết cũng chưa phát tâm, chưa biết được cái đời là giả tạm nữa, thì cái chết cũng môn xa đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, chứ làm sao siêu được đó, là ở chỗ đó.
Cổ kim mái tạo nhiều huyền bí, lão ấu xây dần lắm mẹ mưu. Nó từ cổ là xưa, kim là nay, mái tạo nhiều huyền bí, cho nên từ xưa đến nay luôn luôn chuyển chuyển hoài, mà cái trời đất xoay dần mà mình nhiều khi mình không thấy rõ cái chỗ sâu màu của trời đất. Lão ấu xây dần lắm mẹ mưu, đó thì trẻ trẻ sinh ra rồi lớn lên là già, già là chết, chết là tái sinh lại là ấu là trẻ, cứ xoay dần hoài hết, già trở là trẻ, trẻ rồi là già, già rồi chết rồi trở là trẻ. Nó có cho nên gọi là lão ấu xoay dần lắm mẹ mưu, mà cứ thế từ vô thủy tới giờ nó kéo mình biết bao nhiêu kiếp rồi đó. 10.000 năm lẻ cửa nhà đâu con, nó gần là 10.000 năm lẻ, còn nói xa từ vô thủy tới giờ đó, trong vô lượng kiếp rồi đó, mình tái sanh tới lui, tái sanh tới lui hoài, khi lên thiên đàng xuống địa ngục đó, không biết bao nhiêu mà nói. Cũng chẳng cướp xong quyền võ trụ mà còn đeo đánh thuốc phong lưu đó, mình cái sinh tử luân hồi hoài, mình đâu bao giờ thắng được cái luật sinh tử luân hồi đâu, mà tại sao mình không thức tỉnh là tu như thế tử Sĩ Đạt Ta để mà thắng được cái sinh lão bệnh tử mà mình thành Phật đó, mà còn đeo đắm thuốc phong lưu, cứ thì chạy theo phong lưu hoài, cái sự sung sướng và giả tạm thời gian hoài, thì không bao giờ ra khỏi cái sinh tử luân hồi. Nó được nhấn mạnh rõ vậy. Phong lưu nào phải gọi người ngoan, xa ngã biến nên kẻ khốn nạn. Nó lại đào sâu về chữ phong lưu, tức là sống theo vinh hoa phú quý sung sướng đó. Cái người mà như vậy không phải là cái người khôn ngoan đâu đó, mà cái mình đã xa ngã vào cái đời sống phong lưu sang trọng rồi thì mình trở thành cái người khốn khổ, chứ không phải là cái người mà được hạnh phúc toàn vẹn. Là bởi vì chính cái đó là mình tạo thành cái nghiệp về sau này mình sanh tử luân hồi, chứ mình đâu có ra khỏi sanh tử luân hồi. Có nhiều khi người ta xuất gia đi coi, người ta không phong lưu, ta nghèo khổ vậy đó, nhưng mà cả một cuộc đời người ta tu hành chín chắn thì có thể là thoát khỏi sanh tử luân hồi. Như hồi Phật Thích Ca đã rời cung vàng địa ngọc con sinh để mà tu nó, và ngài đắc đạo rồi, ngài lại còn truyền cho biết bao nhiêu cái đệ tử của ngài cũng tu theo đường lối xuất gia của ngài và cũng được đắc đạo thành Phật. Thì cái đó mới gọi là cái người ngoan, còn phong lưu thì đâu gọi là người ngoan. Nếu mà thái tử mà sống mà trong cái cung vàng địa ngọc đó thì làm sao mà thành Phật mà được bây giờ cả thế gian ca tụng ngài được. Ngài đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Ở đây là nói về cuộc đời khi chúng ta sinh ra nhỏ, rồi lần lần ngày qua tháng lại mà hết năm này đến năm kia, cho nên gọi là ngày đến đi đâu kéo ngược, năm về về mãi chẳng ngừng ngang. Thời gian cứ trôi qua hoài, tới hoài chứ nó không dừng được, giống như cây nhang mà khi chúng ta đốt rồi thì nó cháy lần lần cho tới khi mà nó tắt thôi, nó không dừng được nữa. Tuổi già thân yếu đa sầu cảm, tóc bạc mình ve lắm rộn ràng. Đó, ngày qua tháng lại hết trẻ rồi tới già thì thân yếu, khi mà già rồi đó thì nó đủ thuyết mà bệnh hết trơn hết trọi, nghĩa là tay thì chống gậy, thân thì gầy yếu, lại hay bệnh hoạn đau ốm đủ thứ hết trơn trong cái tuổi già đó. Rồi lúc đó thì tóc bạc mình thì ốm o gầy mòn, bao nhiêu cái chuyện mà đau khổ bệnh hoạn nó sẽ đến trong cái tuổi già của mình. Tuổi thanh niên nó còn đỡ, tới tuổi già rồi đủ thứ bệnh hết trơn nó xảy ra, làm mà mình sống trong cái đau khổ của tuổi già, cái bệnh hoạn, rồi chờ cái ngày chung cuộc là tắt hơi mà thôi. Biết được trần gian là mộng huyễn, tử thần sửa soạn kéo già qua. Nó đến cái tuổi già rồi đó thì hầu hết tất cả mọi người ai cũng phải thức tỉnh, bởi vì lúc đó là răng rụng mắt mờ, lưng cong gối mỏi, con người đủ thứ bệnh hoạn nó xảy ra, không còn mạnh khỏe như hồi xưa nữa đó, cho nên mới chợt nhận ra thế gian là giả chứ không phải là thiệt. Nhưng mà khi mình chợt nhận thế gian giả rồi, mình tu đâu có kịp, tử thần sửa soạn kéo vào quan rồi, thần chết nó tới soạn kéo mình vào quan tài để cho đưa mình vào quan tài để cho mình chấm dứt cuộc đời. Kéo vào quan quách biết bao người, quan kéo vào quan quách, quan là quan tài tức là cái hòm, còn quách đây là cũng cái hòm nữa, mà cái hòm nhỏ để chôn những người còn trẻ. Còn cái người lớn tuổi đó có đủ kích thước thì là có cái quan tài lớn, còn trẻ em mà 5-7 tuổi mà chết thì người ta nói là chôn ở trong cái quách đó, tức là cái hòm nhỏ. Mà từ xưa giờ người lớn cũng chết mà trẻ cũng chết, chứ đâu phải là chỉ người lớn mới chết đâu. Cảnh sống sum dày phỏng mấy mươi, nó sinh ra thì nhỏ lớn lên có người 20, 30, 40, 50, hai ngay ra chết trong cầu thai nữa. Thì quý vị thấy rằng là cái cảnh sống không có giới hay biết là bao nhiêu tuổi. Người có phước đức thì sống dai, còn người thiếu phước đức
phải trả quả thì cái tuổi thọ rất là ngắn, nhất là cái người đời trước sát sanh nhiều, là đời này là cái mạng sống nó rất yếu, chết yếu chứ không thể chết dài được. Cái người đời trước ít sát sanh hay phóng sanh thì đời này mới sống được trường thọ mà hưởng phước báo. Lắm lúc đua chen vui lẫn giận, nhiều khi dùng dãy khóc pha cười. Thì trong cuộc sống của chúng ta tranh đua với nhau, khi thì thắng trận thì vui, khi thì gặp khó khăn là đánh ra tức giận hay là buồn khổ. Có khi thì khóc, có khi thì cười. Đó là nói về cuộc đời của ta sống, tranh đua với nhau mà lúc về lúc khác. Nhưng mà thật sự ra cuối cùng rồi thì cũng không có ra gì hết. Thì chúng ta chỉ tạm bợ trong một thời gian ngắn mà thôi, chứ cuối cùng rồi thì cái chết nó tới thì vui buồn gì cũng chết, khổ hay là vui gì nó cũng chết hết. Buồn đời chuốt ngót cho xong tiếng, cuộc thế trao dồi mượn tất hơi. Đó, thì cuộc đời chúng ta chỉ có chấm dứt cuộc đời bằng một hơi thở mà thôi. Mà hơi thở lúc nào, cái nó không biết lúc nào mà nói. Hay khi thở ra mà không hít vô là chết. Tuổi trẻ cũng vậy, mà tuổi trung niên cũng vậy, mà tuổi già cũng vậy. Cho nên Đức Phật nói là đời người trong hơi thở, chỉ có hơi thở thôi. Bây giờ thường thường thì thấy là con người tuổi già mới chết, nhưng mà đâu phải tuổi già chết, trung niên cũng chết, mà tuổi mới trẻ ở trong bào thai còn không thở cũng chết nữa. Thành ra cuộc thế trao hầu dầu chỉ trong cái hơi thở mà thôi. Mà trong cái hơi thở thì quý vị thấy rằng là nó đâu có nhanh, hít vô rồi thì thở ra, mà thở ra không hít vô nữa là chỉ có hơi thở thôi. Mà quý vị nào có niệm Phật mà theo cái hơi thở thì quý vị thấy mới thấy rõ cái chỗ đó. Cũng như là lúc trước thì tôi không có niệm Phật hơi thở, nhưng mà sau này thì áp dụng nhớ rằng khi thở một hơi một câu niệm Phật đừng rời trong tâm. Cho nên hít vô thở ra thở một tiếng, niệm một tiếng Phật, hít vô thở ra niệm một tiếng Phật. Nhưng mà khi mình làm điều đặn vậy nó quen rồi đó thì mình mới chợt nhận ra à, quả thật cái hơi thở nó quá quan trọng đối với con người. Bình thường mình không để ý tới nó, nhưng mà khi mình hít vô thở ra, mình niệm Phật, mình theo dõi rồi, tâm mình tỉnh rồi đó, mình mới để ý là quả thật là chỉ có hơi thở thôi. Hơi thở này mà nó ngưng lúc nào là mình bỏ xác lúc nấy. Cho nên khi mình niệm Phật bằng hơi thở rồi, mình mới nhận ra là đời người trong hơi thở, đúng như cái lời Phật đã nói. Nín thở nằm ngay không cửa quậy, xót thương con trẻ khóc đôi lời. Đó, khi mà tắt hơi rồi thì nằm ngay không còn cựa quậy nữa, tay chân cứng hết trơn rồi. Đó, thì con than kể lễ cha mình, mẹ mình đã chết, thì ông bà mình đã chết rồi, nó thương khóc, mà giờ có thương khóc cách mấy, cuối cùng rồi thì cũng quần không thôi, chứ đầu làm sao mà cứu sống được. Đôi lời kể lại nỗi hàng quyên, ma lớn trai to phí lắm tiền. Đó, thì bây giờ kể lại cái chuyện mà vui chuyện buồn chuyện khổ, chuyện khó thăng trầm chìm nổi trong cái cuộc đời. Nó thì kể lại để cho vơi bớt cái nỗi buồn ở trong lòng của mình trước khi mà cảnh sinh ly tử biệt này. Rồi mới làm đám ma, mà đám ma càng lớn chừng nào đó thì nghe là càng tốn tiền nhiều chừng ấy, nó không có lợi ích. Bởi vì cái khi mà mình muốn thương ông bà cha mẹ mình khi chết rồi đó, mình cầu nguyện cho ông bà mình được siêu thăng, cái đó mới là đúng cách. Hoặc là mình bỏ tiền bạc ra, mình bố thí cho người nghèo khổ tật nguyền phóng sanh, nó thì nó mới lợi ích cho cái linh hồn của người chết. Chứ bây giờ mình làm cái đám ma cho lớn, mà càng đám ma lớn chừng nào càng sát sinh nhiều chừng ấy, đó thì chỉ là làm tội thêm cho cái linh hồn thôi. Đó là cái người không có biết cách. Cho nên thầy nói là ma lớn trai to phí lắm tiền, tưởng dễ sát thân đa hạnh phúc, nào hay hồn phách lắm quan thiên. Hồn phách người chết mang nặng cái nhờ cái sự sát sanh của con cháu mình, mà trong khi làm đám ma của mình giết bò giết trâu này cái nữa. Còn hồi xưa quý vị biết cái nhà giàu đó chết hoàn là cả tháng, cho nên là sát sanh hại vật rất là nhiều, giết heo rồi nhiều khi giết bò nữa, bởi vì đám để lâu mà đông người đó, thành ra là ma lớn trai to phí lắm tiền, tưởng dễ sát thân đa hạnh phúc, nào hay hồn phách là làm cho cái hồn phách của ông bà của mình, cha mẹ mình phải chịu nhiều cái quan thiên mà tội lỗi là do mình sát sanh mà ra. Quan kiên đây là quan trái của tiền kiên mà mình đã tạo ra, cái những quan trái đó là làm trong bằng mình phải khổ. Thiên đường siêu thoát thời thông thả, địa ngục trầm luân ắt đạo điên. Mà sau khi chúng ta chết thì nếu mà chúng ta được siêu về cõi thiên đường hoặc là siêu về cõi Tây Phương Cực Lạc đó, thì chúng ta sẽ được thảnh thơi nhàn nhã. Còn nếu mà chúng ta làm ác
thì địa ngục trầm luân ác đạo điên, chúng ta sẽ đọa xuống địa ngục, hoặc là ngạ quỷ xuống súc sanh thì ác là chúng ta phải chịu khổ. Nó sau khi chết thì chỉ hai con đường thôi, tội với phước. Phước nhiều tiên cảnh lên rầy, còn tội nhiều xa đọa nhiều ngày thảm thê. Thì ngài mới biết chỉnh giới ăn năn chẳng kịp, khó về tính toán. Do đó mà sau khi chết rồi thì chỉ có hai con đường thôi, thiên đường với địa ngục. Nói cho nó gọn, thiên đường thì về cái cảnh tốt, còn địa ngục thì xuống cái cảnh xấu. Nên chọn một nơi thanh tịnh ấy, rất trần bất nhiễm mới là yên. Nên chọn một nơi thanh tịnh ấy là thanh tịnh nào? Tức là thiên đường. Cái thiên đường đó là quý báu, cho nên mình hiểu biết sau khi chết mình lên thiên đường, còn nếu mà không tu thì xuống địa ngục. Thì bây giờ mình chọn con đường thiên định chứ địa đường chứ đâu có chọn đường địa ngục được. Cho nên bây giờ mình phải phát tâm tu hành. Mình hiểu rõ con đời rồi, sau khi chết là siêu giới đọa, thì bây giờ mình biết như vậy là mình phải phát tâm tu hành liền bây giờ. Chứ không có thể nào mà để cho tại cái giờ gần chết rồi mình mới thức tỉnh, thì thức tỉnh nó đã muộn rồi. Làm sao tu cho kịp, để sao đến việc tá tay rồi tu sẽ kịp chiều mơ cho thành. Mà chốc nhắn là nó che chết rồi sao tu được. Cho nên rất cần bất nhiễm mới là yên, tức là bây giờ phải buông bỏ thế gian đi, đừng có ham chạy theo danh lợi tình nữa, đừng chạy theo cuộc vui chơi mà phù phiếm nữa, mà phải biết phát tâm ăn chay niệm Phật, làm lành lánh dữ, làm doan do làm phước, giữ quy điều giới luật. Đó là cái phương thức của cái người tu. Mình bước chân vào con đường đạo để mình hành đạo. Nhờ có hành đạo đó mà ráng tu đặng mà chết, chứ đừng để chết đến mà chẳng có tu ở chỗ đó. Mới là yên ổn lánh trần gian, chí nguyện tiêu diêu cảnh Phật đàn. Rồi khi mà mình quyết tâm tu rồi thì mình tâm mình yên lặng, để mình tránh từ từ mình sẽ mới ra khỏi cái cảnh trần gian này. Chí nguyện tiêu diêu cảnh Phật đàn là chí quyết mình sau khi mình chết được siêu thăng về cõi Phật, cho mình không có đúng như câu lời thầy nói là cầu linh hồn cho được giáng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước, cho nên hàng ngày mình cúng lại là mình cầu Tây phương phổ độ, đó là mình cầu linh hồn được giáng sanh. Hãy Phật độ mình rồi thì mình được giáng sanh Tây phương cực lạc, cho nên mình phải cúng lại hàng ngày trên bước đường tu của mình. Cho nên mình không cúng lại sao cầu Tây phương phổ độ được. Cho nên thầy nhấn mạnh là phải cầu linh hồn cho được giáng sanh. Đây chỉ rõ đường đi nước bước. Diệu pháp chuyển thân vô sự thế, quyền thông quá kiếp chẳng lo toan. Diệu pháp chuyển thân vô sự thế, tức là cái pháp Phật rất là màu nhiệm, mà nhờ mình tu theo đó mà làm cho mình phải được hưởng cái phước báo, mà mình không còn cái sự lo lắng gì ở thế gian nữa hết. Còn quyền thông quá kiếp chẳng lo toan cũng vậy, nhờ cái sâu xa màu nhiệm của Phật mà quá kiếp mình bây giờ không còn phạm phu nữa mà có thể thành tiên thành Phật, cho nên mình không có lo toan. Hai cái câu này, diệu pháp chuyển thân vô sự thế, quyền thông quá kiếp chẳng lo toan, tức là ý khuyên chúng ta ráng tu đi, mà nhờ pháp Phật màu nhiệm cao siêu đó mà chúng ta mới ra khỏi sanh tử luân hồi, chúng ta mới không còn lo sợ khổ sở vất vả đau thương nữa. Tấm lưng mắt thánh xem ba cõi, tánh hiển tai thần lóng bốn phan. Đó, thì nhờ mình có tu cho nên mình phát được trí huệ sáng suốt, mình phát được thần thông, cho nên tâm linh này phát được là tha tâm thông, mắt thánh là phát được thiên nhãn thông. Đó, thì có thiên nhãn thông rồi thì mình ngó thấu suốt từ thiên đàng tới địa ngục, chỗ nào cũng thấy hết, thấy cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới, cho nên gọi là mắt thánh xem ba cõi. Đó là nhờ mình tu mình mới phát được cái tha tâm thông là tâm linh, mà phát được cái thiên nhãn thông là mắt thánh. Tánh hiển tai thần lắm bốn phàn, tai thần đây là có thiên nhĩ thông, còn cái tâm tánh mình đó là lậu tâm thông. Thì nhờ mình có tu hành theo pháp Phật như vậy đó, mình giữ giới đàng hoàng thì cuối cùng mình đắc được lục thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần thức thông, túc mạng thông và lậu tâm thông. Thì đó là mình tâm linh mắt thánh xem ba cõi, tánh hiển tai thần lóng bốn phàm, đó là mình dứt khỏi sanh tử luân hồi. Phổ tế chúng sanh qua bể khổ, Di Đà miệng niệm lánh trần gian. Phổ tế đế đây là phổ độ chúng sanh, mà cái pháp mà phổ độ chúng sanh ra khỏi cái khổ của Phật đó là cái pháp nào? Là mình phải niệm Phật, Di Đà miệng niệm lánh trần gian, tức là cái pháp môn tịnh độ. Nhờ cái pháp môn tịnh độ đó mình tu đó là mà một kiếp Tây phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi. Đó là môn tịnh độ, là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa, lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông truyền giác rước đưa sinh chúng. Thì bây giờ mình muốn được tâm linh mắt thánh, tánh hiển tai thần, thì mình phải áp dụng cái pháp môn tịnh độ.
tu theo cái pháp môn tịnh độ này để được mình cao đó, thì mình sẽ được đi tới niệm Phật Tam Muội. Mà niệm Phật Tam Muội rồi đó, chúng ta có thể chứng được sáu phép thần thông. Còn nếu mà không được niệm Phật Tam Muội nữa mà bỏ sát thì được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, rồi về trên đó mình tu rồi mình cũng chứng được sáu phép thần thông. Cho nên cái pháp môn tịnh độ này rất là cao siêu, rất là mầu nhiệm, nó gồm cả thiền lẫn tịnh ở trong đó. Nó nói về tịnh độ thì nhờ mình niệm Phật cầu giảng sanh, tính nguyện hành đầy đủ, đó là tịnh độ. Mà nếu trong khi mình mà tu tịnh độ về mà giới luật mình đầy đủ nữa thì đó là nó chuyển qua thiền luôn. Là bởi sao? Bởi vì nhờ mình có giới luật nghiêm minh mà mình niệm Phật đó thì nó mau đi tới nhất tâm bất loạn. Còn thí dụ mình còn tình chồng với vợ, còn ăn chay kỳ thì nghĩa là cái giới mình chưa đầy đủ thì mình chỉ được trọn cái phần tịnh độ chứ chưa qua thiền. Còn như những anh em mình thường gọi tạm gọi là tu sĩ trong Phật giáo Hảo đó, loại trẻ tuổi hay là lớn tuổi cũng vậy, mà không độc thân, không có gia đình, ăn chay trường ngó, thì đó là anh niệm Phật như vậy đó sẽ đi tới cái chỗ là thiền tịnh song tu. Vì có thể là một ngày nào đó những cái người mà giữ giới luật nghiêm minh này mà hành chuyên đúng cách thì có thể phát huệ, tâm mình tin được thì phát huệ. Còn không nữa thì khi mãn kiếp cũng được giảng sanh. Còn cái người mà chưa trọn giới thì không thể nào đi tới chỗ nhất tâm bất loạn được, mà nhờ sau khi lâm chung thì Phật rước linh hồn về Tây Phương để tiếp tục tu nữa. Cho nên là Đức Thầy dạy trong giáo lý Thầy hai cái pháp rõ ràng, cả thiền lẫn tịnh. Thì mình muốn tu thiền tịnh song tu trong giáo lý Phật giáo hạ mình thì mình phải có sống đời sống có giới luật. Còn không thì mình sống theo bình thường thì mình áp dụng được cái pháp môn tịnh độ mà thôi. Trần gian khói lửa giới đao binh, chư Phật sớm bài phép hiển linh. Bây giờ ngài trở lại nói cảnh trần gian. Thì trần gian này nghĩa là nó vô thường, nó thay đổi. Lúc dày lúc thái bình thạnh trị, lúc thì giặc giả chiến tranh nó xảy ra. Như nước Việt Nam mình đó, ngàn năm nô lệ giặc Tàu, trăm năm đô hộ giặc Tây, 30 năm nội chiến hàng ngày. Tôi thấy là cái khói lửa giới đao binh trên đất nước Việt Nam mình là quá sức tưởng tượng rồi. Mình sống là dân tộc Việt Nam mà cả ngàn năm nô lệ thì trong cái ngày chốc cũng không biết bao nhiêu mà nói, cái đau khổ cũng diễn ra là từ xưa tới giờ là không có lúc nào mà ngưng hết. Chư Phật sớm bài phép hiển linh đó, thì bây giờ là cảnh khổ như vậy đó, thì Phật muốn cứu mình thì cứu như thế nào? Phật mới ra kinh kệ khuyên mình tu, nào là cứu khổ Nam Mô Vô Lượng Phước đó, thì Phật khuyên mình tu thôn tịnh độ, phải trì tâm niệm Phật Di Đà đi thì được vô lượng phước, mới khỏi được những cái khổ sở của binh lửa, của thiên tai, của lục lậu, của hạn hán vân vân. Diệt nàng tu rị hữu thiên kinh đó, thì cứu khổ diệt nàng thì mình qua khỏi cái khổ là nhờ niệm Phật, mà diệt hết tai nàng là nhờ mình trì với câu chú tu rị ma, tu rị ta bà ha, hay là nam mô a di đà bà già đa tha già đa già đa điệt già tha a di đà đô bà tỳ a di đà tất đa bà tỳ A di đà thì ca lăng đế, A di đà thì ca lăng đa, và di ni và na chỉ đa ca lệ ta và ha, đó là chú dân sinh. Nó quý vị đi, trong pháp Phật nó 84.000 pháp môn mà có cái môn kỳ chú, mà cái môn kỳ chú này là theo đúng cái văn của chữ Phạn, không có dịch ra chữ nào nữa hết. Bất cứ quốc gia nào khi đọc lên thì cũng nam mô A di đà bà gia hay là tu rị thôi. Còn cái kinh đó, thì nó dịch ra chữ của cô tiếng của mình. Cho nên thầy nói là nó có hai cái, một là niệm Phật để mà được phước, hai là kỳ chú còn gọi là mật ngữ hay là mật tông đó, thì có đủ nhiều kinh mà nói gì những câu chú để khuyên chúng ta tu. Sống sao dương thế nhiều cay đắng, như là trên mặt biển mà gió thổi mạnh thì sóng nó nổi lên đó, thì giống như thế trần này là bỗng nhiên binh lửa khởi dậy, làm cho dân chúng phải chịu khổ sợ vất vả, hoạn nạn gian nan, chết chóc đau thương trong cái thời chiến tranh giặc giả, giống như là sống sao dương thế nhiều cay đắng. Gió cuốn trần gian nổi bất bình, thì sống sao và gió cuốn đây làm cho cảnh trần gian của mình phải chịu khổ. Khổ về sự đó là cũng như đi trên sông biển mà bị sóng to gió lớn. Còn nói về lý thì nói về lý thì tức là mình sống trong thế gian này gặp không biết bao nhiêu cái chuyện khó khăn, thiên tai rồi nhân quả gây ra làm cho mình phải chịu khổ sở, chứ không phải yên ổn mà như mình tưởng đâu. Tính nữ thiện nam gìn mối đạo, dầu cho lăn lóc ráng kiên trinh. Thầy kết luận trong cái đoạn này khuyên thiện nam tính nữ đệ tử của ngài, bây giờ dầu ngài có vắng mặt đi nữa thì phải gìn giữ cái mối đạo của mình đã quyết chí tu rồi,
thì sống sanh ra phần ra mài một đời một đạo đến ngày chung thân. À, dầu cho có lăn lóc, có thăng trầm, có thời cuộc thay đổi hết chế độ này qua chế độ kia, nó làm cho cái đạo mình thăng trầm đi nữa, à, mình cũng phải ráng kiên nhẫn mà chịu đựng cho nó qua thời cuộc. Bởi vì phải mình nhẫn được rồi thì nó qua hết tất cả mọi cái, cho đến cái ngày chung cuộc là cái ngày Phật ra đời, cái ngày Minh Vương ra đời, thì cái ngày đó là mình sẽ được sung sướng hạnh phúc. Còn nếu mà mình mà cưỡng lý chống lại, không, à, không chịu cấm sào trì trí một bề là tu, hay là không chịu là mặc ai tranh luận đấu tài khuyên dân nên hãy miệt mài chữ tu, mà mình tranh đua sâu xé với họ thì nghĩa là mình phải chịu khổ. Bởi vì cuộc đời có lúc có thăng trầm đến nỗi đức thầy đó mà tài phép như vậy, đức hạnh như vậy, mà gặp cái thời pháp thuộc cũng phải ẩn nhẫn, rồi gặp cái thời dịch minh hải ngài, ngài cũng phải ẩn dạng. Thì cái đó là cái đức kiên nhẫn mà chờ đợi cái ngày chung cuộc, mà ngài cho biết rồi cái ngày chung cuộc đó là cái ngày Thánh Dương ra đời, cái ngày lập hội Phật Di Lặc ra đời, thì mình phải ráng tu đi để mình có đức hạnh, để cái ngày đó là mình sẽ được hưởng cái phước báo. Kiên trinh mà chịu lúc ngàn tay, nó như bây giờ đó mình thấy sau 75 năm biết bao nhiêu cái chuyện khó xảy ra trong đạo của mình, mà mình kiên trinh rồi thì nó cũng qua hết. Nhưng mình làm sao mà mình người hiền mà đâu có ai mà có thể sát hại mình được, dù có muốn tiêu diệt tôn giáo mình cũng không tiêu diệt được, là bởi vì mình làm theo đúng luật pháp, mình sống ăn ở theo cái đạo lý, chứ mình đâu có làm cái gì đâu mà chống chính quyền hay chống cái này cái nọ mà mình phải chịu khổ đó. Thì kiên trinh mà chịu lúc ngàn tay, dẫu có gian nan dạ chứ này, dù có khó khăn gì ha, biết có cái thời cũng nó xảy ra, dù có khó khăn đủ thứ hết trơn trời, nhưng mà mình không có sờn lòng mà phải chặt dạ trước cái hoàn cảnh khó khăn này. Vàng đá bao phen cơn nước lửa, đây là một sự thử thách với vàng với đá. Nha, mà vàng đá mà gặp cơn nước lửa đó thì nghĩa là nó chịu đựng được. Bởi vì vàng thì lửa đốt nó cũng không có cháy, mà đá cũng vậy, nghĩa là nước nó cũng không có cuốn trôi, mà nó cũng không tan ra nước được. Còn chi thao lắm chuyện lúc non hài, à cái lúc mà biến chuyển trời cuộc thiên cơ đó, không, thì nghĩa là chì với thao đó, chì thì gặp lửa, hay là thao gặp lửa rồi một cái thì tan ra hết trơn, cháy hết, nó không còn tồn tại nữa. Nó còn mà vàng đá thì nó chịu đựng. Thành ra là mình phải ráng cố gắng mình làm sao mình tu đó, mình giữ là mình cũng như là vàng đá mà chịu đựng được cái cơn nước lửa. Còn hễ mà cái kẻ mà tu mà dấu tu hay là không tu đó, đó thì khi thời cuộc nó biến chuyển đó, cũng như là đời hạng quân này đó, thì nó tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo, thằng mau kiếp chuyên cần chúng sinh còn có lập thân hôn này, có cái thời kỳ nó biến chuyển như vậy đó. Phật trời cho biết luật trời sẽ thưởng phạt, mà không tu là khổ, nếu không tu chừng khổ cũng đừng có trách sao không chỉ bảo. Mà thời kỳ này thì nó phải tu mới được, tu để sống còn, không tu thì không thể nào qua được cái thời kỳ khó khăn trong cái thời kỳ hạn quan mạt pháp này. Hồi xưa người ta tu là vì sanh lão bệnh tử mà người ta tu, còn bây giờ là tu vì thời cuộc, vì cái việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, vì cái ngày tận thế nó sắp tới một nơi, mà cái ngày tận thế đó mà mình không có phước đức đó, thì Phật không cứu được, chứ không phải bây giờ mình tu thành Phật. Thời hạn quan mạt pháp này tu không có dễ thành Phật được như hồi xưa đâu, nhưng mà tu để cho qua tai nạn, tu để Phật rước mình mà khỏi cái khổ, qua cái thời kỳ hạn quan mà được là sống còn, để coi Phật lập hội, coi cái hội Long Vân khai mở, có vua ra đời, coi cái hội Long Hoa có Phật ra đời, chứ không phải là tu là thành Phật. Bởi cái thời kỳ này là pháp môn bế mạc rồi, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương khuấy rối đó, thì là phải do cái thời cuộc mà mình tu để được Phật sống còn, tu để tạo phước đức đó. Cho nên cái đến đời này là thời kỳ này, cái tu này nó khác hơn hồi xưa chứ không nhiều. Hồi xưa đó mấy Phật mở đạo mấy ngàn năm rồi mà tới bây giờ người ta vẫn có người cho tu, nhưng mà cái thời kỳ này có một lúc là cả thế giới đều phải tu hết, tới chừng đó Phật mới lập hội, mới lập đời. Thế giới này chưa tu là Phật không có lập đời được, là bởi vì cái ngày tận diệt mà nó lộ ra rồi đó, cả thế gian này họ bất lực trước cái bệnh tật mà không ai trị được, nói là Phật mới đứng ra trị trước cái hiểm họa về chiến tranh nguyên tử tận thế, cái bom nguyên tử, bom kinh khí, rồi những phóng xạ bom nguyên tử sau cái thế chiến thứ ba nó lan tràn khắp mọi nơi, con người ta không còn cái thuốc men nào mà chữa trị được hết trơn rồi. Cái thảm họa của chiến tranh nguyên tử là thảm họa của phóng xạ nguyên tử nữa, đến lúc đó là con người nó là coi như là bất lực. Thì như vậy là tất cả mọi người muốn sống còn là chỉ còn con đường tu để cầu Phật cứu mà thôi, thì đến lúc đó nó mới là lập đời. Nó quý vị thấy cả thế gian ngày sau này mà lập hội được đó là do con người ai ai đều cũng phải quay đầu hướng thiện, hung đồ với lũ dục ngang đến sau rơi máu khắp tràn mới tu.
tới chừng đó rồi dục kẻ hung dữ cách mấy giờ cũng phải tu thôi, chứ không có cách nào nữa hết. Bởi vì không tu là chết chứ không còn sống được. Quý vị thấy rõ ràng là Đức Thầy nói cho mình biết cái thời cuộc nó như vậy. Bền gan chờ đợi ngày sum hiệp, gắn chí trong mong bữa việc khai. Đó, Thầy khuyên mình bền gan chờ. Dạ, chờ đợi cái ngày đó, cái ngày đó là thầy tớ thầy tâu chúa cùng nhau gặp đó, là cả thế gian hết não phiền, không còn lo lắng khổ sở gì nữa hết. Gắn chí trong mong bữa tiệc khai. Cái bữa tiệc khai đó là cái bữa mà ngài lập hội hiền lành chừng đó xung dày quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi đó. Thành ra là ngài phải khuyên mình cho mình biết cái thời này khổ, nhưng mà phải bền gan chờ đợi, phải ráng trì trí tu hành để chờ cái ngày chung cuộc là cái ngày Phật tiên thánh ra đời, cái ngày lập hội đó là mà là cái ngày rất là quý báu. Cái ngày đó là để thử thách coi ai siêu ai ngã ai bền. Cái ngày đó là bây giờ thì chưa biết dàn thao, nhưng mà đời sau đó mới kính trọng người cao tu hành. Đến lúc đó là cái người có tu hành thì người ta vui quý lắm, bởi vì người tu hành lúc đó nhẫn nhơ không có tội lỗi mà có thần thông phép tắc nữa. Còn người không có tu lúc đó mai mà còn sống được nữa thì cũng ào ụt cho mà sức môi là sảy tráng què tay què chân, chứ đâu còn dạng như cái người tu mà ta được phước đức. Thiên địa tuần quần gom một mối, phàm trần dạng kiếp kiến bồng lai. Thiên địa tuần quần gom một mối tức là trời đất xoay vòng ha, rồi thượng trung hạ, thượng trung hạ bây giờ trở lại thượng quần. Thiên hoàng mở cửa các lân, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn mười cửa xem thấy ghê hồn cho trần có thử có mà hay không. Nhân hoàng cũng lấy lẽ công cũng đồng trừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xuê sang tam hoàng trở lại là đời thượng quân. Đó đó là thiên địa tuần quần gom một mối, lúc đời thượng quân trở lại đó là thiên địa trời đất xoay dắt dòng hết giờ hạ quân này rồi thì tam hoàng xuất hiện, đó là trở lại thượng quân. Thì phàm trần giảng kiếp tức là mình sống đây, mình dẹp được một cái kiếp tu của mình thì mình được sống còn ở trong cái cõi thiên về sau này, thế gian này về sau này đó, cái đời thượng quân đó cũng như là cái cõi tiên đó. Cho nên thầy gọi là tiên bang. Nước Việt Nam mình nó là một cái nước có nhiều người tu Phật lập hội tại nước Việt Nam của mình, cho nên nước Việt Nam mình rất là quý, coi như là một nước tiên, cho nên gọi là tiên bang. Hàm trần diễn kiếp kiếm bồng lai tức là thấy được cái cõi bồng lai là cõi tiên ở tại thế gian này chứ không ở đâu xa đó. Do đó mà cái thầy khuyến khích chúng ta cái phần đầu thì thầy nói về sanh lão bệnh tử, và phần chót thì thầy nói là trời đất xoay dần rồi chung cuộc là sẽ lập hội, và nếu mà mình có tu hành chín chắn rồi thì mình sẽ được sống còn coi Phật lập hội, hưởng muôn điều hạnh phúc và đi đến con đường dứt khỏi sanh tử luân hồi. Nam mô A Di Đà Phật. Xin cảm ơn đồng đạo Tịnh Thiền đã chia sẻ bài Tỉnh Bạn Trần Gian, là một bài rất là dài và cũng rất là có ý nghĩa. Bây giờ thì trước khi mời quý vị góp ý về cái bài chia sẻ của anh Tịnh Thiền, chúng tôi xin mời một đồng đạo lên để ngâm một đoạn một bài sấm giảng để giống như là chúng ta chuyển mục. Giờ xin mời sông nước miền Tây ha, xin mời ha. Ok. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn chú Tư. Kính mời chư quý đồng đạo lắng lòng nghe lại lời của Đức Thầy một đoạn trong quyển tư Giác Mê Tâm Kệ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kỳ xa tối nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hương nhờ. Gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ, trồng bông kiện giống chi hương nay. Địa ngục cũng tại tâm làm quay, về thiên đàng tâm ấy tạo ra. Cái chữ tâm là quỷ hay ma, tiên hay Phật
cũng là tại nó. Tu với tình biết làm rất khó. Nam mô A Di Đà Phật. Tu với tình biết làm chẳng khó, nếu lặng tâm tỏ ngộ đạo màu. Cảnh dương gian muôn thảm ngàn sâu, ngó vạn vật đại lầu chẳng có. Sông với núi trước kia mắt ngó, khi chết rồi thấy nó đặng nào. Ai biết đường hay sớm tàu đào, kiếm đạo lý mà nhờ mà nhói. Chịu cay đắng tu hành mới giỏi. Ta thương đời len lỏi xuống trần, đạo vô vi của Phật ân cần. Nói theo chí Thích Ca ngày trước, chữ Bồ Đề như cội ba tòng. Ráng dưỡng nuôi chữ đó trong lòng, thì là được đỉnh chừng diệu quả. Lời thuyết pháp chẳng vì nhân ngã, người nào đâu có Phật tánh là. Xem kệ này như ngọc như ngà, phải nảy nở như cơn mưa thuần. Hạp mùa tiết giống kia bất luận, thấy mọc mầm trô la mới màu. Trong chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, về cực lạc mới là hết khổ. Nam mô A Di Đà Phật.